Làm sữa bắp thì đừng nên bỏ qua cái chợ bắp Ngã Ba Bầu. Đây là một trong những cái chợ bắp lớn nhất Sài Gòn. Ở đây thì có khoảng hơn 20 vựa bắp hoạt động hết công suất luôn từ sáng đến trưa. Thời gian hàng về nhộn nhịp nhất là khoảng sau 10 giờ sáng và 22 giờ đêm. Ở đây thì em thấy chủ yếu là bán bắp Mỹ này, bắp nếp, bắp trắng pha tím, bán cả rau ngô và bán cả những cái hạt ngô đã tách sẵn. Nếu anh chị nào có ý định kinh doanh bắp luộc, bắp nướng hay là sữa bắp thì đừng bỏ qua cái chợ này nha. Sau khi lượn một vòng để quay cho mọi người coi, em đã mua được hai trái bắp 12 ngàn và cùng về làm sữa hạt với em nhé. Hôm nay em kết hợp maca với bắp ngọt, 6 hạt maca và một trái bắp 6 ngàn. Khi mua về thì mọi người sẽ tách hết những cái hạt bắp này ra nha. Cái rau ngô này uống cũng rất là ngon, lợi tiểu và cực kỳ mát này. Mọi người mua về rửa sạch và tách từng hạt ra như thế này. Thường thì em sẽ bẻ nhỏ ra, xong sau đó là cắt như này cho dễ nè. Sau khi tách xong thì mình bắt đầu làm sữa nha. 800 ml nước này, một bắp ngọt và 5 hạt maca. Lát nữa cái sữa nó cực kỳ sánh quyện, đặc và thơm ngon luôn á. Nước ở đây em dùng là nước lạnh nhá, không cần phải nước nóng đâu. Bắp Mỹ thì nó đã ngọt rồi nên là không cần phải cho đường nhá. Hoặc là nếu mà cho trẻ con uống thì mọi người có thể cho thêm đường phèn, đường thốt nốt hoặc là tạo ngọt bằng quả trà là, nó cũng rất là ngọt. Và sau đó là chọn mức sữa thảo mộc và nấu trong 25 phút. Sữa maca thì rất là tốt, nhiều calo này, nhiều chất béo và các loại vitamin như vitamin B1, B3, C, vitamin E và canxi. Đặc biệt trong hạt maca có chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn. Đây là một loại chất béo giúp cải thiện và tăng cường sức khỏe tim mạch, giúp giảm tổng lượng cholesterol trong máu, hạ huyết áp này, giảm nhiễm trùng, giảm nồng độ lipid, tăng cường sức khỏe tim mạch. Nên là uống sữa hạt mỗi ngày sẽ giúp cơ thể của mình khỏe mạnh hơn. Sau khi máy làm sữa hạt xong thì mọi người sẽ đổ sữa ra một cái rây như thế này, rây sạch cái phần xác còn sót lại mà máy không có xay được. Mình rây như thế này thì cái sữa của mình thu được nó không có bị lợn cợn, rất là mịn, thơm và ngon, bổ dưỡng luôn. Hạt maca cho cái vị béo béo, còn bắp thì nó cho vị ngọt thanh tự nhiên. Nếu mà bà bầu nào mà đang thích cái kiểu thanh mát ngọt ngọt á thì mình uống cái loại này. Trẻ em cũng uống được này, người bị bệnh tiểu đường cũng uống được, người lớn tuổi cũng uống được. Uống sữa hạt mỗi ngày để tăng cường thêm sức khỏe nha mọi người. Chất sữa mình thu được thì rất là sánh mịn khi mà làm theo cái công thức của em Thúy nhá. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và hãy thử ngay cái công thức của Thúy để cho mọi người thưởng thức cái sữa này nha. Chúc mọi người cuối tuần thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha.